tìm kiếm gia đình ba người mất tích trên biển Hải Phòng. Chiều nay ngày 6 tháng 8, nguồn tin của phóng viên Vietnamnet cho biết, lực lượng bộ đội biên phòng Cát Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và các đơn vị cứu hộ, cứu nạn của huyện Cát Hải đang nỗ lực tìm kiếm ba người trong một gia đình gặp nạn trên biển, mất tích 4 ngày qua. Theo lãnh đạo đồn biên phòng Cát Hải, ngày 3 tháng 8, đơn vị nhận được thông tin tàu cá QN3457 đang hoạt động đánh bắt hải sản từ vùng biển Quảng Ninh sang phía Hải Phòng thì mất liên lạc. Trên tàu bị nạn có 3 ngư dân là người trong gia đình, gồm người chồng là Nguyễn VX, 53 tuổi, người vợ Nguyễn TG, 52 tuổi, con trai Nguyễn TA, 18 tuổi, trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận thông tin, các đơn vị chức năng đã tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Các mảnh vỡ của tàu đã được tìm thấy tại vùng biển thuộc thị trấn Cát Bà. Hôm qua, tàu bị nạn đã dạt vào khu vực đê kè chắn cát, thân tàu và một phần cabin bị hư hỏng do sóng đánh. Tuy nhiên, đến chiều nay vẫn chưa có dấu tích nào của ngư dân mất tích. Lực lượng biên phòng đã thông báo cho toàn bộ phương tiện và ngư dân khai thác trên địa bàn, các phương tiện vận tải hàng hóa có hành trình trên vùng biển địa phương khi thấy các ngư dân gặp nạn phải cứu vớt ngay. Biên phòng và chính quyền Hải Phòng, Quảng Ninh đang cùng với gia đình các ngư dân mất tích điều động lực lượng, thuê thêm phương tiện để tìm kiếm. Hiện trên vùng biển các ngư dân gặp nạn có sóng rất to, lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu bị nạn nhiều lần mà không được. Ngư dân gặp nạn tại vị trí nào không thể xác định được, chỉ có căn cứ đầu tiên khi thân tàu dạt vào vùng biển Hải Phòng, nguồn tin cho biết thêm.